Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Vì sao lãnh đạo Tân Hoàng Minh vào lò. Bài viết của tác giả Dương Quốc Chính được đăng trên trang Tiếng Dân. Hiện tại, tội danh mà nhóm lãnh đạo Tân Hoàng Minh bị khởi tố là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghe thấy sai sai nhưng chưa thấy có nạn nhân nào tố cáo cả. Mà công an thì lâu nay vẫn nói vậy mà chưa chắc vậy. Có thể họ bị bắt vì tội này nhưng công bố tội khác. Chuyện này khá là phổ biến. Mấy hôm nay mình theo dõi các động thái liên quan đến Tân Hoàng Minh, thấy việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy việc huy động khoảng 10.000 tỷ đồng qua việc bán trái phiếu của Tân Hoàng Minh có điểm chưa rõ ràng. Có thể đằng sau đó còn có nhiều chuyện không tiện công khai. Việc Tân Hoàng Minh bán trái phiếu thì tương đối minh bạch. Có các ngân hàng uy tín đứng ra thu xếp. Tuy tập đoàn Tân Hoàng Minh có đứng ra mua trái phiếu của công ty con, nhưng chỉ có 800 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số 10.000 tỷ đồng mà họ mua công khai. Nên mình cho rằng đó không phải là hành động thổi giá trái phiếu kiểu anh Quyết còi thổi giá chứng khoán. Điều này cũng không có gì sai. Hơn nữa bên mua trái phiếu đều là các tổ chức, không có cá nhân. Hiện tại báo chí mới tiết lộ cho các tổ chức đại diện mua chứ không tiết lộ chi tiết. Đại khái là các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư đứng ra mua trái phiếu này với lãi suất rất cao, cỡ 12% năm. Tất nhiên lãi cao thì lắm ông lao vào đất rồi. Nhưng các tổ chức này đều là dạng có sỏi trong đầu, không hề dễ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không như mấy ông đầu tư chứng khoán cỏ rả bị anh Quyết chăn. Nên cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghe thấy cứ sai sai thế nào. Nhất là các ông trái chủ kia chưa thấy kiện cáo là bị lừa. Mình dự là lý do ở chỗ khác. Một là có thể có một số tổ chức mua trái phiếu là của nhà nước. Đại khái kiểu Vietinbank, Agribank. Nên khi công an thấy Tân Hoàng Minh đầu tư bất động sản rủi ro thì chặn trước việc các tổ chức này mua trái phiếu để bị thất thoát tài sản nhà nước. Lý do này có thể đúng nhưng nó hơi ảo ở chỗ là các dự án mà Tân Hoàng Minh công bố sẽ dùng tiền huy động được để đầu tư có vẻ cũng khả thi. Như dự án ở Việt Hưng, Long Biên hay dự án Nam Đường Đại Cổ Việt đều là đất trung tâm, cũng khó để thua lỗ. Hay siêu dự án ở Phú Quốc cũng không thấy ngay là lỗ to được. Chứng tỏ việc ngăn chặn này có vẻ như cầm đèn chạy hơi nhanh hơn công nông. Chơi kiểu này là gián tiếp bóc chết Tân Hoàng Minh. Vì tiền huy động được đã bơm vào dự án mà giờ bắt nôn ra thì đảo đâu ra mà trả. Chắc phải bán dự án đi hoặc là phá sản. Lý do thứ hai thì có mùi thuyết âm mưu nhưng không nhất thiết phải trái sự thật. Đó là việc Tân Hoàng Minh có bán một lô trái phiếu 3.230 tỷ đồng nhưng lại không công bố việc dùng tiền đó để làm gì. Bên mua trái phiếu cũng ẩn danh. Điều khuất tất nằm ở đây và có thể lý do chính để bắt hay tội lừa đảo cũng ở chỗ này. Vì những khuất tất trên, có thể dự đoán số tiền huy động được sẽ dùng để làm việc khuất tất. Ví dụ như để đầu tư cho anh nào đó chạy ghế hay là để ABC các cái. Nhất là khi chính bên mua cũng ẩn danh nốt hay tiền của đồng chí nào gửi vào. Cơ quan công an chắc cũng đã biết rồi nhưng có thể vì lý do tế nhị gì đó mà họ không công bố nên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chỉ nêu lý do rất chung chung là Tân Hoàng Minh thông tin sai sự thật. Còn công an thì đưa ra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tiền huy động được không đúng mục đích. Còn công chúng thì không biết chỗ nào sai sự thật và chỗ nào lừa đảo ai, lừa đảo như thế nào. Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng trước thềm hội nghị trung ương nên các đại gia bị hốt nhiều không có gì là lạ. Bây giờ đứng sau một quan chức thường sẽ có một số sân sau bơm tiền nên muốn để đồng chí nằm im thì chỉ việc làm thịt con bò sữa của đồng chí đó là xong. Hết tiền là hết anh em, danh sách đại gia quan chức bị bắt chưa dừng lại đâu, còn 2 tháng nữa cơ mà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Vì sao lãnh đạo Tân Hoàng Minh vào lò do biên tập viên Thu Phương Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết từ trắng sang trống. Việt Nam muốn gửi thông điệp rõ ràng cho phương Tây. Bài viết được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Lá phiếu đổi từ màu vàng tức là phiếu trắng của hai lần biểu quyết trước đó sang đỏ tức là phiếu trống của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đang gây ra làn sóng chỉ trích đối với Hà Nội từ trong nước lẫn quốc tế. Các nhà nghiên cứu chính trị giải thích với VOA về hậu trường Hà Nội và đưa ra cái nhìn từ góc độ chuyên gia.
trong số 193 quốc gia thành viên bỏ phiếu về nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 7 tháng 4, Việt Nam nằm trong thiểu số 24 quốc gia chống lại nghị quyết này. Phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nối lại các chuỗi phiên khẩn cấp đặc biệt về cuộc chiến ở Ukraine và theo sau các báo cáo về vi phạm của lực lượng Nga. Trước đó, nhiều bức ảnh đáng lo ngại đã xuất hiện từ thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kyiv, nơi mà hàng trăm thi thể thường dân được tìm thấy trên đường phố và trong các ngôi mộ tập thể sau khi Nga rút quân khỏi khu vực này. Quân đội Nga bị cáo buộc trách nhiệm khi nhiều thi thể thường dân được cho là bị trói và bị bắn ở cự ly gần. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn cầu và những tuyên bố từ phương Tây rằng sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nhiều hơn nữa đối với Moscow. Cuộc biểu quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhận được sự ủng hộ của 93 quốc gia, 58 quốc gia bỏ phiếu trắng và 24 quốc gia bỏ phiếu chống. Nghị quyết cuối cùng được thông qua vì đạt được tỷ lệ đa số phiếu tán thành 2/3. Tuy nhiên, lá phiếu chống màu đỏ của Việt Nam lại nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội và sự thất vọng từ người dân trong nước lẫn quốc tế. Một số người cho rằng Việt Nam đã chọn phe khi tự xếp mình vào chung hàng ngũ phiếu chống với Trung Quốc và một số ít quốc gia khác. Thậm chí giáo sư Carl Taylor khi trả lời Đài Á Châu Tự Do còn cho rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân mình, tự làm khó mình giữa bối cảnh đang tranh cử để trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Tôi nghĩ lần này chắc phải có vấn đề gì đó, bởi vì đúng là họ đã chọn hai lần phiếu trắng. Thì lần này chuyện gì đã xảy ra? Áp lực từ đâu để họ làm vấn đề này? Giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Mayan Hoa Kỳ đặt câu hỏi về quyết định đổi màu lá phiếu của Việt Nam. Ông đặt ra giả thuyết có thể Việt Nam đã chịu sức ép từ Trung Quốc khi đưa ra quyết định nêu trên. Vấn đề nhân quyền là một đằng, còn vấn đề địa chính trị để bảo vệ an ninh, kinh tế cho Việt Nam lại là chuyện khác. Tôi nghĩ họ cũng phải do dự trong vấn đề này. Nếu họ ở xa Trung Quốc một tí giống như Campuchia thì họ có thể dễ nói chuyện hơn. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, Hà Nội cũng có thể cho rằng việc biểu quyết loại tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Liên Hợp Quốc là không công bằng khi chưa có chứng cứ điều tra rõ ràng về những tội ác mà Nga bị cáo buộc phạm phải trong cuộc chiến ở Ukraine. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu khách mời đang sống tại Hà Nội của Viện Đông Nam Á của Singapore, bác bỏ khả năng Hà Nội chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh trong lần bỏ phiếu này. Ông nói, tôi ở ngay Hà Nội này và tôi biết Trung Quốc không thể có tác động gì vào việc Việt Nam làm gì hay không làm gì ở Liên Hợp Quốc. Lần trước, lần thứ hai, thì Trung Quốc có tác động đến Lào, nói với Lào hãy bỏ phiếu chống, nhưng Lào lại bỏ phiếu trắng. Còn tác động vào Việt Nam trong việc này là không thấy. Nếu có, cũng không có tác dụng gì cả vì như thế này. Gần đây, Trung Quốc gây ra chuyện tập trận ở ngay thềm lục địa trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 4 lần liên tiếp, nên Việt Nam tỏ ý rất khó chịu đối với Trung Quốc. Nhà nghiên cứu của Viện ISET giải thích với VOA về lựa chọn phiếu chống của Việt Nam. Ở Hà Nội, người ta không tin rằng đám quân Nga ở Ukraine gây ra mấy chuyện giết chóc dân thường ở thị trấn Bucha đó. Người ta không tin là bởi vì người ta có một đám người ở Việt Nam gần đấy. Họ đi đến đấy cùng với các nhóm quốc tế khác, không phải đi điều tra, mà họ được mời đến đấy để xem thì họ thấy rằng vô lý. Họ có báo về nhà thì ở Hà Nội họ nói rằng như thế, thì quan điểm của Việt Nam sẽ phải là phản đối chuyện giết người dân thường. Nhưng họ cũng yêu cầu cần phải có điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc, tức là cụ thể từ Tòa án Hình sự Quốc tế Liên Hợp Quốc. Một lý do khác liên quan dẫn đến quyết định phiếu chống là phía Việt Nam cho rằng truyền thông Ukraine có vấn đề. Vẫn theo lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, ở Hà Nội, những người Việt Nam đang làm bên Ukraine, người ta thấy rằng truyền thông của Ukraine có vấn đề. Nó chứa đựng nhiều chuyện mà người ta nói thẳng ra là chứa nhiều chuyện không có thật. Và vì thế người ta đã có một cuộc họp và người ta đi đến quyết định là để người đại diện của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chống. Nhà nghiên cứu từ Hà Nội nói theo quan điểm của ông và nhiều người khác là phiếu trắng có lẽ sẽ an toàn hơn giữa bối cảnh chưa có kết quả đúng sai từ một cuộc điều tra quốc tế độc lập. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, người ta tỏ thái độ như thế thì có thể nói là rất mạnh và gây ngạc nhiên. Đúng là như mọi người nhận xét là cứ bỏ phiếu trắng thì nó có vẻ an toàn hơn. Nhưng lần này người ta bỏ chọn phiếu chống luôn. Đây rõ ràng là một thông điệp cho chính phương Tây, chứ không phải chỉ là chuyện nước Nga đâu. Đây chính là thông điệp của chính quyền Việt Nam này đối với phương Tây là không nên vội. Nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là nghị quyết thứ 3 mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Đối với hai nghị quyết trước là lên án và yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết từ trắng sang trống, Việt Nam muốn gửi thông điệp rõ ràng cho phương Tây, được đăng trên trang VOA Việt ngữ do biên tập viên Thu Phương Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.